Xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, số 5 ngõ 198 Thái Hà. Vâng, đây là những ngày đầu năm của năm 2021. Tại shop Thiên Hà Audio chúng tôi thì chúng tôi lại có những cái dòng sản phẩm. Đó là dòng S4007 của hãng JBL đến từ nước Mỹ. Và đây là một cái dòng loa mà trong giới chơi rất là đam mê, vì nó có một cái bát tương đối là lớn, lên đến gần 40cm. Và hôm nay chúng tôi lại xin khui thùng ngay tại Thiên Hà chúng tôi một dòng sản phẩm này. Đầu tiên với trọng lượng của một thùng loa thì các bạn thấy đây nó lên đến tận khoảng 55kg. Thì đây là một cặp loa gọi là for styling tương đối là lớn. Và dòng S4007 này thì thừa hưởng được từ những cái dòng truyền thống như K9800 cũng như là dòng truyền thống cao hơn nữa của hãng. Thì đây là một trong những dòng high-end cao cấp rồi. Qua hình ảnh ở bên ngoài đây thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái khung loa như thế này. Và trên này thì nó là loa 3 đường tiếng. Nó có một loa tweeter, nó vào khoảng 2cm bằng titanium, và một loa mid chung thì nó rơi vào khoảng 5cm. Nhưng mà cái họng nó thì lại ra rất lớn, nó là cái họng kèn Biradian, tức là nó có khuếch đại được lên 60-90. Nhưng mà một điều rất là tuyệt vời hơn của dòng S4007 này chính là cái loa bass. Loa bass này thì có chiều đường kính lên tới tận 38/5 và được làm hoàn toàn bằng giấy và được làm bằng nam châm chất lượng cao nhất. Và bây giờ thì tôi sẽ xin khui thùng để chúng ta cùng có một sự cảm nhận về dòng loa này. Đây là những dòng loa của chính hãng JBL phân phối cho Thiên Hà Audio chúng tôi. Nên các bạn khi mua những dòng sản phẩm này sẽ được bảo hành dài hạn. Đó. Và khi các bạn bóc những thùng loa thế này thì phải nhớ bóc theo đúng quy trình, vì dòng loa này nó tương đối là to. Những ngày cuối năm như thế này, sang đầu năm mới đây rồi, chuẩn bị đến một ngày Tết thì Thiên Hà cũng rất là bận, nên hôm nay chỉ có một mình tôi là khui những cặp loa này ra để phục vụ cho các bác xem review. Đó. Khi các bạn đưa ra thế này rồi, và đi theo này thì bao giờ nó cũng có các cái túi hút âm, thì các bạn cũng phải luôn giữ cẩn thận những cái túi này, vì đây là những cái mà nó chỉ dùng để hút âm và nó rất là nguy hại tới những cái việc mà mình để không đúng vị trí. Còn bây giờ thì tôi sẽ lôi cặp loa này ra. Nhưng trước khi lôi cặp loa này ra thì các bạn sẽ thấy hai bên này sẽ có hai cái để giữ về cái hình loa này, thì các bạn cũng phải đưa ra ngoài trước. Đó. Dòng JBL này thì luôn trang bị cho dòng loa này là cả một bộ hệ thống chén hứng trên này, thì luôn luôn người ta sẽ để trên này. Nhưng vì tôi cũng đang chuẩn bị lật cái loa này và phải lật theo đúng quy cách nhé các bạn nhé. Còn đây, sau khi cái thùng này đã được sử dụng xong thì đi cùng với cái dòng loa này thì nó có thêm một quyển catalog hướng dẫn của hãng. Thì các bạn cần lên đọc và tham khảo để cách setup loa cũng như là cái công năng của loa và chất lượng của loa thì rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ thì tôi sẽ gập cái này vào. Bây giờ đây là một công việc nó tương đối là nhạy cảm, vì khi lật loa này thì các bạn phải luôn lưu ý là mình vẫn để nguyên ở loa trong cái điều kiện như thế này, và sau đó là mình sẽ lật như thế này. Vâng, khi đưa cặp loa nằm xuống thế này rồi thì các bạn chỉ cần bỏ cái đế của cái đằng sau đế lại ra. Đó, và các bạn đỡ cái tay hạ nhẹ xuống thế này và chúng ta bỏ cái vải bọc của cặp loa này ra ngoài. Đó, thế là cái phần gỗ đã được lộ diện, và đây là một cái gỗ vernier hồng đào rất là đẹp. Còn đây là các chân loa thì là nó là chân côn rồi. Thật là chất lượng khi những dòng này. Đó. Và đây là một cái đế cùng cặp loa. Còn bây giờ tôi lại nhấc cặp loa lại lên.
Rồi. Các bạn cứ rút dần các cái xốp này ra. Vâng, tuyệt vời. Đây là một trong những cặp loa cũng được người chơi trong các fan hâm mộ của dòng JBL rất là thích vì nó có một cái bát rất là lớn. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái bát này. Đó. Với cái bát lên 38 phần 5 màng giấy lại được gia cường thêm bằng vải gân xốp. Còn hôm nay thì tại Thiên Hà Auto chúng tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt hơn nữa là chúng tôi sẽ thay cặp jumper, tức là với loa truyền thống thì các bạn biết là sẽ có cái jumper bằng kim loại như thế này. Nhưng hôm nay tại Thiên Hà Auto chúng tôi sẽ làm gì để có một cái sự làm mới cặp loa này và làm cho cặp loa này sẽ phải cất tiếng hát hay nhất trong những điều kiện có thể. Đó chính là một cặp jumper đây. Và chúng tôi sẽ hoàn toàn thay cặp jumper mới này. Nên các bạn sẽ tiếp tục đón xem YouTube tới của chúng tôi. Xin hẹn YouTube tới.